vượt ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Ví dụ như là khi mà em cắm hoa á, là em không còn phải sợ là ví dụ như mình cắt sai một cái hoa là mình cần phải lên lấy thêm hoa nè, sai là cũng không sợ thầy la nè. Mọi thứ thầy rất là nhiệt tình, đồng nghiệp, bạn bè, các chị thì cũng rất là vui vẻ với em. Em chia sẻ thật với thầy với cô là trước khi đến với hoa là thật sự em không biết gì về hoa luôn. Và em là con trai, em từ đó giờ em chưa bao suy nghĩ em sẽ làm nghề hoa đó. Cho nên mọi thứ em nghĩ là nghề nó chọn mình và em đang xem hoa là một cái tương lai. Em mất mấy tháng để em tìm hiểu rất là kỹ để xem mình học cái chỗ nào. Tại đây là cái đánh cược của đời của em sau này. Lúc đó em tìm thấy nguồn năng lượng rất là lớn của cô Dập. Và kèm sau đó em cũng tìm hiểu về thầy Tường. Và cái may mắn của em và em nghĩ của mọi người là cô Trâm và thầy Tường kết hợp với nhau. Cái động lực và cái sức mạnh để em có thể ở lại buổi chiều tối để học cùng với thầy. Thực sự là em nhận nguồn năng lượng đó từ thầy và cô. Tại vì khi mà em đến lớp, em muốn mệt đi nữa thì em thấy cái cách thầy dạy á, thầy Tường không xem mình là học trò, thầy Tường xem mình như một người nhà vậy đó. Thầy Tường chia sẻ như là một người anh chỉ lại cho em. Cho nên nhiều khi mình muốn làm biến học, mình cũng ngại. Cho nên bắt buộc mình phải cố gắng. Em thấy là mình bó gòn tiến bộ lúc trước. Em không nghĩ là em làm được. Tuần đầu tiên chị không biết gì hết trơn, không biết gì hoa, không biết gì mặt hoa như thế nào. Chị cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà đến chừng qua ngày, qua tuần thứ hai á, chị cảm thấy thầy Tường dạy chị cho chị những cái cách mà để mà chị làm á, nắm tay chị rồi chỉ chị từng đi từng tí. Đến ngày hôm nay thì nói chung là chị cũng ổn. Em còn nhớ cái bài đầu tiên, cái bài cảm hợp với thầy. Em có nghe cô cầm ở dưới nói là bông nhiều lắm, em cũng thấy thật sự mà nói. Nhưng mà hả, gỡ ra thì nó lỡ mà cắm vô thêm thì càng ngày nó càng đẹp, em cũng không có cảm thấy đẹp. Nhưng mà từ từ em mới rút kinh nghiệm được, em mới có thể giúp nó bay nhiều hơn, hoặc là cái nhịp đi, nhịp nhàng hơn. Ngày hôm nay thì cũng không biết nói gì hơn, đó là một lời cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã đồng hành cùng với thầy, đã tin tưởng thầy cũng như là chị Trâm và tới với khóa học của Tường An và Tigon. Cảm ơn tất cả mọi người.